Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để tháo một cái lưỡi cắt nằm bên trong máy mài mà chúng ta cắt giặt đó các bạn. Cắt giặt thì nó bị bể đá và nó giặt cứng con ốc này lại ha. Thì chúng ta sẽ không thể nào mà mở ra được khi mà chúng ta không có cái cây mà để đưa vào cái lỗ này các bạn. Cái cây mà để mở cái con ốc này nè thì nằm ở bên trong cái máy khoan khi chúng ta mua máy khoan mới. Đó, thì chúng ta không có. Cho nên là chúng ta sẽ không mở được bằng cái cách thông thường chúng ta hay mở ha. Thì nếu các bạn sử dụng cây búa và dùng búa để mà đục á thì cũng không được nha các bạn nha. Các bạn dùng búa đục như vậy là không được nha các bạn nha. Thì khi mà các bạn dùng búa đục như vậy á thì bên trong đây nè các bạn, cái mặt bạn á nó sẽ bị hư nha các bạn nha. Các bạn bị nhiều lần như vậy á, đóng nhiều lần như vậy á thì nó sẽ bị rơ các bạn trong đây. Nó sẽ gây ra tình trạng đó là bị rung rắc ở cái phần cốt này nha các bạn nha. Cho nên là không làm như vậy được. Thì nếu mà các bạn đang cắt mà bị như vậy á thì các bạn có cái máy khoan bê tông á thì các bạn sử dụng cái khoan bê tông đó và các bạn sẽ chỉnh qua bên chế độ đục á thì các bạn sẽ bấm cho nó đứng cái này lại ha. Các bạn đè cái ngay đây nè đó, cho nó đứng cái cột cốt lại thì các bạn sẽ để cái lỗ này thì các bạn sẽ đục xuống đóng dùng cái máy khoan qua chế độ khoan đóng thì nó sẽ ra. Nhưng nếu mà trường hợp chúng ta không có máy khoan bên cạnh á thì chúng ta sẽ sử dụng theo cách này rất là hay nha. Đừng dùng búa để mà đập ra nha các bạn nha. Các bạn sẽ sử dụng cái kìm bấm như thế này các bạn ha. Đó, các bạn sẽ sử dụng kìm bấm hoặc là kìm mổ quạ. Đó, các bạn sẽ mở cho nó to cái họng ra như vậy ha. Rồi thì các bạn sẽ kẹp nó vào đây. Đó, kẹp vào đây. Rồi các bạn sẽ chỉnh cho nó vừa đủ. Các bạn sẽ bóp lại. Rồi sau đó các bạn sẽ chỉnh cho nó vào cái khớp nè ha, cái khớp cốt đó, để cho nó giữ cái cốt lại các bạn. Rồi sau khi như vậy phải không thì các bạn sẽ dịnh cái thân máy và các bạn sẽ dặn ra, dặn thật là mạnh nha, dùng lực để mở ra nha. Đó, đó như vậy là nó ra thôi. Bởi vì nó bị giặt con ốc lại các bạn thì chỉ có kìm bấm, một là kìm bấm, hai là máy khoan bê tông dùng chế độ đục á thì nó mới ra nổi, chứ mà chúng ta cũng không thể nào mà mở theo cái cách thông thường được nha các bạn nha. Rồi đây là cái cách mà mình muốn chia sẻ với các bạn khi các bạn bị bể đá như thế này thì nó giặt rất là cứng ha, thì các bạn áp dụng cái cách này giùm mình. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn cứ cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.